trình của chúng ta đã trải qua cái trải nghiệm đó chính là tô tượng và đúc tượng. Thì không biết là ngày hôm nay cái món quà đặc biệt của chương trình mang đến cho gia đình đó chính là gì? Xin chào mọi người. Với những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà đến tham gia với chương trình Gia đình vui vẻ ấy, thì dì Ngân Hà ngày hôm qua có về nói chuyện với cả các con là các con cảm thấy như thế nào với cái trải nghiệm ngày hôm qua không ạ? Thì tối qua về có nói chuyện với các bé, thì các bé cảm thấy rất là thích thú với cái trò chơi mới ngày hôm qua. Và các bé cũng muốn được làm thêm nhiều hình thù khác, rồi cũng muốn vẽ thêm nhiều hình khác lên nữa. À, tham gia trò chơi của cô Tường Vi mang đến một cách rất là hào hứng đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, món quà bí mật của Tường Vi ở tập trước thì là món quà như thế nào? Vi có thể nói về thử thách ngày hôm nay được không ạ? Nếu như mọi người thấy thì chậu sen đá bình thường thì ai cũng thể decor được góc bàn học cũng như là góc làm việc. Thì trong cái chậu sen đá sẽ có những cái viên sỏi màu trắng nhỏ. Đúng rồi, nhỏ nhỏ đó. Xíu nè. Và nhiệm vụ thử thách ngày hôm nay là mỗi đội sẽ phải vẽ lên cái viên sỏi đó những cái hình thù mà mình thích và đặt nó vào cái chậu sen đá này. À, vẽ trang trí những cái hình thù mà mình yêu mến lên trên sỏi. Minh Quân ơi, những viên sỏi này có hay nhìn thấy nó ở đâu này? Con nhìn thấy không? Hồ cá. Ở hồ cá là một này, ở đâu nữa này? Trong hoa. À, nhưng mà bình thường những cái viên sỏi mà con nhìn thấy ở trong chậu hoa và hồ cá thì nó có hình thù hay là có màu sắc gì không? Không. Nó chỉ có màu trắng đơn thuần như vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì con có muốn tô, có muốn vẽ lên trên viên sỏi thử ngày hôm nay không? Có. Chút xíu mình sẽ vẽ thật đẹp nha. Yeah. Đức ơi, ở trên lớp này, Minh Đức hay vẽ, hay trang trí lên trên chất liệu gì này? Giấy. Trên giấy là một này. À, que kem cũng có luôn đúng không? Con đã bao giờ được vẽ và trang trí trên sỏi bao giờ chưa? Đã rồi. Vậy là con đã từng trang trí trên sỏi rồi. Cái này là chút xíu là con phải cẩn thận nha, bởi vì là anh hai đã từng làm rồi đó. Nên là không biết là chút xíu là anh hai có làm đẹp hơn đội của con không nha. Dạ, cô Vi ơi, những viên sỏi này không có trong chậu để cho khác được không? Thì nếu mà mình không trang trí ở trong chậu, mình có thể trang trí thành một cái bức tranh. Thì mình sẽ đính những cái viên sỏi này ở trên một cái thớt gỗ, hoặc là một cái đồ để ly bằng gỗ, thành những cái bức tranh mini hoặc là kích thước lớn hơn. Tức là mình có thể thỏa sức sáng tạo của mình. Cô Vi ơi, loại sỏi nào mình cũng vẽ được hả cô? Đó, loại sỏi nào mình cũng vẽ được hả cô? Đại đa số các loại sỏi chúng ta đều vẽ được, nhưng mà tùy vô cái độ khéo tay của mình. Đối với những bạn nhỏ, chúng ta sẽ ưu tiên chọn những cái sỏi có bề mặt nhẵn cho các bạn dễ vẽ. Còn đối với những cái sỏi mà nó bề mặt mà nó gồ ghề á, thì chúng ta cần cái độ khéo tay nhiều hơn. Với những cái câu hỏi thú vị như vậy thì chắc chắn là bây giờ hai đội của chúng ta đang rất là hào hứng để chuẩn bị vẽ lên sỏi và trang trí cây sen đá của đội mình. Và trong phần này, ai thắng sẽ có quà. Ok không? Rồi, cố lên nha. Rồi, hai thầy. Vâng, và chắc chắn là trên bàn của chúng ta vẫn có hai cây sen đá ngay từ đầu rồi. Anh thì phải nhường em. Nên là ngày hôm nay thì cô sẽ cho bé Quân. Con thích cây sen đá nào, con được quyền chọn cây sen đá đó nha. Con thích màu sen lá đúng không? Rồi, cây còn lại thì sẽ là của anh hai. Rồi, hôm qua thì cô Vi đã nói là các bạn giữ lại cái tượng mà hôm qua mình làm, thì không biết các tượng đó ở đâu rồi ta? Thì hôm nay chúng ta sẽ tận dụng hai cái bức tượng hôm qua chúng ta đã tô để có thể trang trí để đính lên cái chậu sen đá đó. Vậy là chúng ta đã có thêm hai bức tượng và chúng ta phải trang trí nó lên trên cây sen của mình. Việc mà sắp xếp làm sao cho nó hợp lý và đẹp mắt cũng là một cái khâu vô cùng quan trọng. Bây giờ thì thử thách dành cho hai đội của chúng ta ngày hôm nay bắt đầu. Và Hành sẽ ngồi đây xem hai đội làm như thế nào ạ. Thank you.
phẩm của hai đội. Có lẽ là Yến sẽ cầm sát lên đây để cho quý vị khán giả có thể thấy rõ hơn. Rồi đây, mình có thể để sát nhau đúng không ạ? Để chúng ta có thể có sự so sánh một cách rõ ràng hơn và dễ dàng hơn cho người chấm điểm, chính là cô Tường Vi. Tường Vi ơi, không biết là em nhận xét như thế nào về hai tác phẩm của ngày hôm nay? Hai tác phẩm ngày hôm nay rất là màu sắc. Rất là màu sắc. Nhưng mà xét về tiêu chí sắp xếp như là bố cục và màu sắc tổng thể thì chắc có lẽ chiến thắng sẽ thuộc về đội bên đây. Đội của em. Là đội của mình. Gì đúng không? Dạ đúng. Của gì Ngân Hà? Dạ đúng. Đó. Cho Hải Yến hỏi nha, ở trên này Yến thấy rất là nhiều những cái con vật khác nhau này. Không biết là bên đội của dì Ngân Hà thì đang, đây là hình của con gì ta? Con mèo. Con thỏ. Con thỏ, rồi. Ở trên này là đội của con gì nữa đây? Con thỏ khác. Con thỏ khác nữa, rồi. Hình như là cô Hải nghĩ đây là hình mặt đúng không? Cái mặt cười đúng không con? Mặt cười đúng không con? À, cái mặt cười. Rồi, và rất là nhiều những cái hình thù màu sắc trang trí khác nhau. Trong cái lúc mà con trang trí á, thì con cảm thấy là cái việc vẽ lên trên những cái viên sỏi có khó không? Đến đội của anh hai. Anh hai ơi, những cái viên sỏi của đội của anh hai thì có rất là nhiều màu sắc. Đây, viên này có một cái màu đỏ. Con đang vẽ trái gì đây? Cái gì đây? Cái này là của mẹ. Ý mẹ tưởng vẽ. Ban đầu là định vẽ một cái hoa nhưng mà rốt cuộc thì nó thành ra như vậy. Không sao chị. Em nghĩ rằng là cái trí tưởng tượng của con người chúng ta là vô hạn mà chị, nên là mình có thể tưởng tượng ra nhiều những cái bông hoa khác nhau. Ngày hôm nay con cảm thấy khi mà tô lên trên những cái viên sỏi có khó khăn với con không? Có khó không? Khó. Con cảm thấy khó nhất là ở công đoạn nào nè? Dễ những chi tiết nhỏ. Những chi tiết nhỏ đúng không? Là con thấy khó nhất đúng không? Nó khó bởi vì là có phải là vì dễ lem màu không? Đúng không con? Có. Minh Đức ơi, nếu mà cho quà Yến tặng con cái món quà này để mang về nhà thì con sẽ đặt nó ở đâu nào? Ở bàn kính nhà con. Ở bàn kính? Cái bàn kính đó là bình thường con hay để đồ vật gì ở trên đó? Đồ quý giá của con. Đồ quý giá của con đúng không? Các em bé thì suy nghĩ rất là đơn giản. Chỉ cần là các em bé thích thôi thì nó đã là đồ rất là giá trị rồi. Gia đình chúng ta đã trải qua những giây phút rất là vui vẻ, rất là thú vị. Thì không biết là cảm nhận của chị Ngọc Hà và chị Ngân Hà khi mà đến với chương trình thì như thế nào ạ? Dạ. Thì lần đầu tiên mình được đến với chương trình cùng với hai cháu của mình thì mình cảm thấy rất là vui. Và chương trình này rất là bổ ích luôn. Và nó giúp cho cha mẹ hay là dì hay người lớn có thêm nhiều thời gian để gần gũi với con và chơi chung với con. Còn với mẹ Ngọc Hà? Mình xem đây giống như là kỷ niệm đáng nhớ cho con vậy. Tại vì thật ra cũng ít có thời gian mà chơi với con á. Trên đây giống như là một cơ hội để cho mẹ con có thể gần nhau hơn. Vâng, thì nó đúng giống như là cái mong muốn của chương trình thôi. Cảm ơn Tường Vi rất nhiều vì Tường Vi đã mang đến những cái món quà vô cùng đặc biệt dành cho gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn sự xuất hiện của dì Ngân Hà, của mẹ Ngọc Hà. Cảm ơn sự xuất hiện của bé Minh Đức và bé Minh Quân rất là nhiều. Hãy cũng xin chúc cho hai chị có thật nhiều những cái vui vẻ trong cuộc sống, luôn luôn xinh đẹp, và chúc hai con luôn luôn mạnh khỏe. Và Hải Yến cũng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để theo dõi và đồng hành cùng với gia đình vui vẻ. Và Hải Yến hy vọng là sẽ gặp lại quý vị và các bạn ở những số phát sóng kế tiếp. Coi chữ trái cây của mình nè. Xuất chiêu. Tươi ngon chính hiệu phải là Novi sữa tươi trái cây tươi. Tươi ngon hơn, dinh dưỡng vượt trội. Làm từ sữa tươi 100% và nước ép trái cây tươi. Thử ngay Novi sữa tươi trái cây tươi, tươi ngon hơn, dinh dưỡng vượt trội. Này có thêm Novi sữa tươi lúa mạch cacao ngon tuyệt.